Xin chào các quý vị khán giả của kênh Du Thuyền Việt. Nay rất vui lại gặp lại mọi người qua video ngày hôm nay. Và hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị các bạn một sản phẩm chưa từng review bao giờ cả. Đó là Ferretti Yachts 670. Đây là mẫu du thuyền hạng sang của thương hiệu Ferretti Yachts thuộc tập đoàn Ferretti và đã được nhận giải thưởng là du thuyền tốt nhất phân khúc 60 đến 70 feet do Yacht Trophies trao tặng năm 2018. Đến nay đã 4 năm rồi. Và đây cũng là một trong những sản phẩm mà bán chạy bậc nhất của tập đoàn Ferretti. Cũng phải nói thêm là cái giải thưởng Yacht Trophies 2018 mà dành cho Ferretti Yacht 670 thì trong đó có giải thưởng phụ là giải thưởng liên quan đến thiết kế nội thất tốt nhất. Và quý vị các bạn sẽ thấy ngay sau đây thế nào là thiết kế nội thất tốt nhất. Và tất nhiên là cái thiết kế của Ferretti 670 này có thể tùy biến rất nhiều option theo yêu cầu của chủ nhân. Đấy, chúng ta có thể chọn là option 3 phòng ngủ hoặc option 4 phòng ngủ. Và đây, hiện tại tôi đang đứng ở trên khu vực cockpit phía sau của du thuyền Ferretti 670. Đấy, với một chiếc salon bọc da rất là đẹp phía sau và hàng ghế xung quanh để chúng ta tổ chức ăn tối hay ăn trưa ở đây rất là chill, đúng không ạ? Hoặc là sáng dậy ngồi vị trí này mà ngắm biển mà ăn sáng thì tuyệt vời luôn. Cái phiên bản 670 này á thì có cái sàn thủy lực ở phía sau rất là lớn, quý vị các bạn nhìn thấy rồi. Đấy, và lên xuống thuyền thì đều bằng một cái cầu thủy lực có thể đưa vào đưa ra được, hay tôi hay gọi là cầu thủy lực thò thụt đấy. Còn ngay bên dưới sàn thủy lực thì chúng ta với cái kích thước như thế này thì từ 60 feet trở lên thì bao giờ cũng có option garage. Đấy, thì phía sau có mấy garage có thể chở được một chiếc thuyền phao William Tender gần 4 mét hoặc là 2 chiếc xe máy nước để quý vị các bạn đi chơi. Mời quý vị các bạn chúng ta theo tôi. Đấy, ngăn cách giữa coi như là cái cockpit phía sau và phòng khách là một cái tấm cửa trượt. Đấy, cái điều rất hay nhé là cái cửa trượt này là cửa trượt một chiều, chúng ta nhìn gương một chiều. Khi mà chúng ta ngồi ở đây đấy mà đóng cửa này lại chúng ta có thể nhìn được cái cảnh toàn bộ cảnh biển ở phía sau rất là đẹp. Đấy, mọi người thấy sự khác biệt chưa? Thông thường á, thì sau khi bước qua khu vực phòng khách phía sau mà vào phòng khách chính thì toàn bộ khu vực này là sẽ là một không gian liên thông phòng khách đến tận là ghế lái. Tuy nhiên là đây chúng ta lại chia ra hai không gian. Đấy, không gian đầu tiên là khu vực phòng khách bên ngoài đấy với hai hệ thống ghế sofa hai bên, và bước lên trên không gian tiếp theo chúng ta có không gian bếp và bàn ăn. Đấy, hai này chúng tôi có thể sử dụng là phòng tiếp khách được. Đấy, hệ thống bếp chúng ta đặt ở trung tâm của thuyền. Đấy, một số mẫu nhỏ hơn khoảng 50 feet hay như giống như Prestige 520 thì toàn bộ hệ thống cái bếp này sẽ đặt ở sát bên ngoài kia. Tuy nhiên Ferretti 670 được đặt ở hệ thống ở trung tâm này. Tôi cho rằng đây là một thiết kế rất chi là hợp lý. Đó, thực ra thì review du thuyền lớn trên 50 feet mà chúng ta cứ đi mở từng cái cửa tủ thì mất rất nhiều thời gian vì nó có nhiều không gian quá các bạn ạ. Và nhưng mà không gian này thì ok, rất là ok. Đấy, chúng ta ngồi nấu nướng ở đây, có thể tổ chức ăn uống ở đây hay là phòng khách bên ngoài hoặc là ra phía cockpit đều ổn cả. Mời mọi người chúng ta đi tiếp nhé. Đây, với những người yêu thích du thuyền thì đây luôn là một không gian tuyệt vời nhất. Ghế da này, bàn điều khiển này. Đấy, thực ra Ferretti 670 ấy, thì không được xếp vào hàng siêu du thuyền. 67 feet thì tương đương với khoảng 21 mét gì đấy, thì nó chỉ là xếp vào là du thuyền hạng sang thôi. Tuy nhiên ở Ferretti 670 thì hãng đã đưa cái ngôn ngữ thiết kế của dòng siêu du thuyền hay là mega yacht vào. Đấy, mọi người thấy không ạ? Không gian từ phía sau lên đến trên này thôi, chúng ta đã chia đến 4 không gian rồi. Đây, không gian thứ tư, không gian buồng lái thực sự rất là đẹp. Ở bên dưới, ngay bên dưới chân tôi đây là cái vô lăng của Ferretti. Đấy, với biểu tượng Ferretti ở đây. Và bàn điều khiển mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Đấy, bởi vì nó là du thuyền hạng A quý vị các bạn ạ. Hàng A tức là đi biển, đi liên lục địa, cho nên là nó rất nhiều trang thiết bị. Bên này là toàn bộ ấy, bảng điều khiển của các hệ thống bơm, đèn bơm này, sơ đồ bơm, quạt này. Đấy, bơm nước lá canh, bơm nước lá mát, bơm nước biển, nước ngọt. Đấy, rồi là nước vệ sinh, rồi là điều các tín hiệu khác. Khi có vấn đề thì chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn ở trên đầy đực. Đấy. Nhìn đây biết là gì, là hệ thống bơm nào đang hoạt động, hệ thống ánh sáng nào đang hoạt động. Đó. Thế còn bên này tất cả các cái bảng điều khiển của một loạt các hệ thống là SIMRAD, rồi là zip wake, rồi hệ thống số ga, điều khiển động cơ. Đây, thì cái này thì xem nhiều video của Vietyacht thì các bạn, quý vị các bạn cũng nắm được rồi. Đấy. Nhưng mà tôi rất thích cái cần điều khiển của Penta này. Đấy. Nó đẹp và nó phong cách hơn hẳn cái cần điều khiển của ông Volvo Penta. Hả? Đấy. Cái joystick của Penta cũng thế, nó khác hẳn đúng không? Quý vị các bạn thấy nó phong cách. Ừ. Còn trên này chúng ta có 3 cái màn hình điều khiển. Đấy, của SIMRAD. Một màn hình là chuyên về thiết bị nghi khí hàng hải. Đó, nghi khí hàng hải bao gồm gì, là hải đồ, radar. Đấy. Rồi là lái tự động, tất cả sẽ hiển thị ở trên màn hình này hết. Nên còn màn hình thứ hai là hiển thị coi như thông số máy. Đấy. Rồi là vòng tua, tình trạng coi như là nước, nhiên liệu, và màn hình thứ ba là màn hình cho hiển thị hải đồ điện tử. Thì hai màn hình này chúng ta hoàn toàn cũng có thể là sử dụng giống nhau được. Đấy. Ngoài ra chúng ta có thể điều khiển các cái hệ thống khác ở trên này rất là nhiều. Đấy. Đây này là cái việc của thuyền trưởng lúc nào, hoặc là quý vị các bạn nào mà nếu như có quá 30% số khán giả xem video này mà muốn biết chi tiết về cái hệ thống này thì lần sau tôi sẽ làm cái video chi tiết là cách điều khiển như nào. Đấy. Nào, quý vị, mời quý vị các bạn chúng ta xuống không gian tiếp theo. Đấy, ngay vị trí này, trung tâm của thuyền, nhìn từ bảng điều khiển. Đấy, chúng ta có hệ thống đồng hồ ở đây. Đố mọi người biết đồng hồ hay đồng hồ gì đó à? Đây là đồng hồ chống nghiêng, đồng hồ quay là thể hiện độ nghiêng lệch. Đó. Độ nghiêng này, thuyền nghiêng bao nhiêu độ thì nó sẽ hiển thị ở trên đồng hồ này. Nhiều phòng quá. Đây là phiên bản, tôi không nhầm, đây là phiên bản 3 phòng ngủ các bạn. Nào, chúng ta vào đây nhá. Ui trời, ui trời. Đây là phòng của chủ nhân. Đấy. Bước vào cửa một cái chúng ta có các bàn làm việc. Đấy. Ông chủ là phải thế. Nói thì tất cả các ông chủ là không phải là tỷ phú về tiền, nhưng không phải tỷ phú về thời gian. Đấy. Mặc dù đi trên thuyền, du thuyền nhưng mà vẫn phải làm việc. Nên là tôi rất thích cái không gian này. Nên là bây giờ có xu hướng trên thế giới là gì, là các nhà tài phiệt, còn các tỷ phú thì bao giờ cũng mua du thuyền, xong biến cái con du thuyền của mình nó vừa thành là ngôi nhà, vừa là ngôi nhà của mình mà vừa là văn phòng làm việc. Đấy. Cũng giống như ông tỷ phú Chu Louis, mà chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur á, mà tôi đã từng tiếp năm ngoái khi mà ông vào Quảng Ninh á, thì ông sắm chiếc du thuyền đi vòng quanh thế giới, và trên du thuyền này có một văn phòng làm việc với 2 cô thư ký. Thế thôi. Nên có điều hành hơn 400 công ty ở trên du thuyền. Đấy. Nên là văn phòng di động hoàn toàn. Ôi rộng quá. Chuẩn là 67 feet nhưng mà mang phong cách của siêu du thuyền. Phòng ngủ chủ nhân rất là rộng. Đây, ở đây có một cái ghế băng này, có thể ngồi nghỉ ngơi ở đây. Hai cái táp bàn đây để coi như là có thể để đọc sách này. Đấy, để sách này. Đây, bên này cũng thế. Bên kia thì chúng ta cũng có một cái bàn để sách vở, rồi đồ dùng, dụng cụ. Đây rất nhiều tủ, xin lỗi tôi không mở tủ nữa. Đã hứa từ đầu rồi, hôm nay không mở tủ, rất nhiều tủ. Đấy. Còn trên này là có cái bàn để đồ đạc, để nữ trang hay là để đồ của chủ nhân. Tất cả đều là bọc da rất là đẹp luôn, sang trọng. Sờ đâu thấy da thế, quý vị bạn thấy không? Là ngay cả giường này, đấy, thành giường cũng bọc da luôn. Bởi vì là tập đoàn Ferretti là có nguồn gốc chung với Ferrari, nên là hai ông đấy là da cứ dùng chung lẫn của nhau thôi. Siêu xe Ferrari bọc cái gì trên ghế thì trên du thuyền Ferrari bọc cái đấy. Đây này, ngay cả một cái tivi thôi. Đấy, cũng có một chi tiết trang trí bằng da rất là đẹp. Táp đầu giường cũng thế, hoàn toàn bằng da. Thấy chưa? Đẹp không? Đấy. Ngủ đây thì sướng còn gì bằng nữa. Hai bên có hai cái cửa kính, cái cửa sổ full view luôn. panorama luôn, chúng ta có thể nhìn hoàn toàn ra biển và điều khiển bằng điện. Nhà vệ sinh của chúng ta chia ra 3 khoang rất là rộng, rất là đẹp, hình khối rất là đẹp luôn. Từ cái đèn, từ cái tủ để đồ đấy, ngăn cách giữa bên ngoài với phòng tắm với bên ngoài bằng một cái cửa kính. Bây giờ cửa bên phải xem là cái gì nào. Đây nhá, đây là đã mở sẵn rồi nhưng người ta có cái tấm cánh cửa đây, tôi sẽ mở đi vào này. Đấy, tôi đảm bảo rằng không gian này chị em nào cũng thích, không một nữ chủ nhân nào cũng thích, hoặc là bạn gái của ông chủ, và ông chủ cực kỳ thích luôn. Đây chính là cái không gian tủ quần áo, tủ treo quần áo. Đấy, chúng ta có móc, có thanh treo ở trên, có gương, có hệ thống tủ để đồ ở bên dưới. Quần áo treo chúng ta treo lên, quần gấp thì chúng ta đưa vào, xong có các hộc. Đấy, mọi người có thấy thích cái phòng ngủ chính này không ạ? Rất đẹp đúng không? Tận 24 m² cho căn phòng này, một cái thông số lý tưởng. Đây, đây là phòng ngủ thứ hai. Đấy, phòng ngủ cũng rất là rộng nữa, cũng ở phía mũi, chứ bao giờ ở phía mũi thì nó cũng khum lại một tí, nên là cái phần kính ở phía trước, đấy, cái táp đầu giường nó nhỏ lại một chút, nhưng mà rất hay nhé, làm cái táp đầu giường bằng 3 tấm kính, nó nhân cái phòng lên rộng hẳn lên. Để ngay bên cạnh luôn là hai cái cửa kính ra hai bên. Đó. Trong này cũng phong cách da. Đó, này. Tất cả mọi chỗ bọc da, tủ quần áo cũng bọc da luôn. Phòng ngủ thứ ba thì thường thường dành cho khách và 2 người, thì phong cách cũng giống như tất cả các cái mẫu khác. Hình như là hãng có một cái trang trại coi như là nuôi bò mới làm ra nữa hay sao ấy. Ok, chúng ta lên trên nhá. Bây giờ tôi sẽ đưa quý vị các bạn lên một không gian nữa. Không gian này là không gian tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy. Đây là tầng lái nóc của du thuyền Ferretti 670. Và đây là mẫu du thuyền có cái diện tích khu vực lái nóc này rộng nhất phân khúc. Đấy, tuyệt vời luôn đúng không ạ? Này, toàn bộ khu vực phía sau này. Đấy, thường thường lên đây xong chúng ta sẽ đóng cái cửa lại, đóng cái cửa lại. Đấy, thêm không gian. Ở đây chúng ta có một cái quầy bar rất lớn, thoải mái để cho chúng ta làm một bữa tiệc barbecue. Đấy, bên này chúng ta có bếp nướng này, có bồn rửa này, phía dưới chúng ta có tủ lạnh. Đấy. Để cốc, để đồ, để ly ở đây. Đây chúng ta có một chiếc bàn rất là lớn đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 người ngồi đây thoải mái. Đấy, ngồi nhậu ở đây, quầy bar ở đây, còn thì sướng bằng nữa. Còn trên này, này, tắm nắng thì phê pha luôn. Xuống kia chúng ta lại có một cái sàn tắm nắng phía mũi. Đấy, nhưng mà trên này sàn to quá rồi, nên là hãng không làm sàn dưới kia nữa, mà chúng ta hãng làm ra thành cái ghế, đấy, salon, đấy, rồi sàn ở phía trước. Rất phong cách. Đấy. Mọi người có thể ngồi quây quần xung quanh đấy để tắm nắng cùng với nhau và chơi ở mũi thuyền. Đấy. Mọi người thấy nào? Rất nhiều không gian đúng không ạ? Rất là rộng đúng không ạ? Những người mà ưa phong cách thể thao thì những cái du thuyền thể thao ấy, thì bao giờ cũng thì là không có cái phần lái nóc này, tức là cái tầng lái thứ hai tầng trên đấy, đấy mà sẽ chỉ có một tầng thôi. Thì thuyền nó mới đảm bảo tốc độ, thì cũng giống như xe sedan đó, đấy, nó rất là thấp. Thế còn dòng flybridge, dòng lái nóc thì bao giờ cũng có 2 tầng. Đấy, và tầng lái phía trên này thì cái so sánh nó giống như là dòng MPV đa dụng hoặc là xe SUV. Đấy, thì nó cũng cao hơn, nên là vì cao hơn nên nó có được cái tầng 2 này. Nhưng đây là vị trí lái lý tưởng mà tôi cực kỳ thích luôn, nhất là ở Việt Nam. Đó. Bởi vì thông thường nếu mà tàu hành trình ngoài biển rồi thì bịt mắt mà vẫn lái được. Bởi vì là hoàn toàn bằng hệ thống tự động. Đấy, chúng ta đặt hành trình từ điểm A đến điểm B mà tàu là du thuyền cứ chạy ngoài biển thôi. Tuy nhiên là ở Việt Nam thì ngoài các vùng biển ra, chúng ta hay chơi là trong sông. Đó, nhất là ở Sài Gòn thì rất nhiều chướng ngại vật cũng như tàu thuyền thì qua lại. Thì khi chúng ta ngồi ở vị trí này á, thì chúng ta nhìn rõ tất cả ở phía trước. Đấy. Thì nó sẽ phù hợp hơn khi lái ở trong sông. Thì hệ thống lái này không nói nữa, đúng không ạ? Nó giống như bên dưới thôi, nó thu gọn, thu nhỏ. Đấy. Những cái mẫu du thuyền mà có lái nóc ấy thì bao giờ cũng có 2 option. Option là một là cái phần lái nóc này ấy, là bằng mui mềm. Đấy, có thể là gập lên hạ xuống được. Thứ hai là bằng mui cứng. hay gọi là hardtop ấy, là mui cứng. Tuy nhiên là Ferretti, đối với du thuyền Ferretti thì tôi nhớ không nhầm là chỉ có mẫu Ferretti 500 là có option là mui mềm thôi. Còn tất cả những cái mẫu lớn này đều là mẫu mui cứng. Và tôi đặc biệt thích những mẫu mui cứng. Nếu như chúng ta không sử dụng thuyền ở những cái vùng sông mà nó có nhiều cầu á, đảm bảo được độ cao thì dùng mui cứng là vẫn tốt hơn. Đấy, trông nó rất là khỏe khoắn, là rất là khỏe, rất là đẹp hơn là cái mẫu mui mềm. Đấy. Ở đây ngay tôi ngồi phía sau đây bình thường nè, là đây là cái sàn tắm nắng phía sau phía trên. Tuy nhiên chúng ta vẫn có hệ thống bạt tre và cố định bằng hai cái thanh carbon ở đây. Đấy, khi chúng ta không muốn sử dụng nữa chúng ta có thể gập vào. Đấy. Và không biết là quý vị và các bạn cảm thấy thế nào về mẫu du thuyền Ferretti Yachts 670 này ạ? Có lẽ là ngay từ đầu nói rồi, là trong cái khuôn khổ của cái video này rất là ngắn, tôi không thể là đi review chi tiết từng mục một để quý vị khán giả có thể xem được chi tiết. Thì mọi cái vấn đề còn thắc mắc hoặc là quý vị các bạn có quan tâm đến cái mẫu du thuyền Ferretti Yachts 670 này thì đừng ngần ngại liên hệ với công ty du thuyền Việt để theo địa chỉ trang web và số điện thoại hotline ngay ở bên dưới. Đấy, chúng tôi sẽ rất là vui lòng được giải đáp mọi thắc mắc của quý vị các bạn liên quan đến mẫu du thuyền Ferretti Yachts 670 này. Và mong rằng trong thời gian ngắn nhất sẽ có một vị chủ nhân ở Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành chủ sở hữu thực sự của mẫu du thuyền Ferretti Yachts 670 này. Đấy. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video và đừng quên nhấn like, subscribe để chúng tôi có thể cập nhật những cái video mới nhất đến quý vị và các bạn trong thời gian sắp tới. Vâng, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.